Chào mọi người trở lại với chuyên mục review sách của Đuốc Vlog. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một cuốn sách hơi khó một chút. Đó là một quyển sách thiên về triết học của thầy Bùi Văn Nam Sơn, có tên là Chat với Hannah Arendt. Thì tất cả những ai mà yêu thích triết học á, ở Việt Nam đều sẽ biết tới cái tên thầy Bùi Văn Nam Sơn. Mình cũng là một học trò và rất là hâm mộ thầy. Mình cũng đọc, mua rất là nhiều sách của thầy, cũng đọc. Vì cái cách mà thầy viết về triết học nó dễ hiểu hơn rất là nhiều so với, đặc biệt là các tác phẩm gốc á, khi mà thầy dịch thầy đều có chú thích rất là kỹ. Thầy Bùi Văn Nam Sơn cũng là một trong những người dày dặn kinh nghiệm, nói chung là lâu đời nhất ở Việt Nam trong việc giảng dạy triết học ở trường đại học. Có rất là nhiều thế hệ thầy giáo, cô giáo dạy môn triết học ở Việt Nam là học trò của thầy. Thầy có vô số tác phẩm, mình không biết bao nhiêu nữa, nhiều lắm. Thì giống như là cả cuộc đời thầy cống hiến cho những cái tác phẩm triết học giúp Việt Nam nó có một cái gì đó nền tảng hơn, tốt hơn về góc độ triết học. Thì quyển sách Chat với Hannah Arendt tập trung về cái việc nói về quan điểm của bà Hannah Arendt đối với cái chủ nghĩa tân toàn trị, đặc biệt là trong cái mối quan hệ với chủ nghĩa bài Do Thái và chủ nghĩa đế quốc. Nghe nó hơi nhức đầu một chút, nhưng mà chính những cái suy nghĩ, những cái kiểu cái góc nhìn khác nhau của các triết gia nó sẽ giúp chúng ta có những cái deep talk, những cái buổi đâm chiêu mà mình suy nghĩ sâu hơn về những cái vấn đề mà có thể những cái vấn đề đó mình nói ra không ai hiểu hết, nhưng mà nó giúp bản thân mình hiểu sâu hơn rất là nhiều về những cái khía cạnh nào đó ở trong cuộc sống. Về hình thức thì quyển sách này cũng rất là bình thường thôi. Nó rất là nhẹ, cũng khá là mỏng, dễ đọc. Cái văn phong của thầy Bùi Văn Nam Sơn thì rất là đặc trưng, cũng gần gũi. Thầy viết báo nhiều nên cũng dễ đọc lắm. Bạn không cần phải có nền tảng triết học để đọc quyển sách này. Có thì rất là tốt, mà không có thì đọc cũng được. Quyển sách của mình cầm là xuất bản năm 2016, có giá bìa là 48.000. Theo mình thì đối với những ai mà yêu thích triết học thì đây là một quyển sách rất là rẻ, rất là đáng tiền. Cảm ơn các bạn rất nhiều.